Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay đội tình nguyện chúng tôi, những người ăn chay niệm Phật, mang những món đồ ủng hộ của bà con miền xuôi, mang đến miền núi tại huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La. Xe tải này là xe tải 7 tấn ạ, thưa quý vị. Xe tải 7 tấn của một anh ở miền xuôi phát tâm đem chở miễn phí để chúng tôi. Và lần này có rất nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ, đem những món quà rất là có giá trị, rất là tâm đến với những bà con miền núi. Và chỉ vọng rằng những cái hành động này ngày càng được lan rộng ra để bà con trên miền núi bớt khó khăn hơn. Bởi vì trên miền núi thì điều kiện vật chất, điều kiện học thức của người dân rất là hạn chế ạ. Người dân ở đây có những người chỉ học ở lớp 1, lớp 2 thôi, thậm chí có những người còn không hiểu tiếng Kinh, những người không biết chữ. Chúng tôi nói thì hầu như là họ cũng không hiểu ạ. Và đây là những các bạn tình nguyện viên ở Hà Nội, ở Thái Nguyên, ở Quảng Ninh, các bạn trẻ có tâm muốn thực hiện. Ngày hôm nay các bạn đã bỏ thời gian công việc của mình lên trên này để giúp đỡ những bà con miền xuôi. Bây giờ chúng tôi đây là lúc chúng tôi đang di chuyển tới trong địa bàn của xã Lóng Phiêng, bên đến cho Sơn La. Ở đây là cái vùng đất mà người dân trồng cây ăn quả để sống qua ngày. Vâng, những người đang nằm ở đây thì là những người từ miền quê tới họ khai hoa thì mới có nhà cao ta, nhà nhà khá giả một chút. Và đó là người dân đấy rất là khó khăn. Đấy, trường sơ. Đây là vườn mận, vườn mận. Đường vào cũng rất là khó khăn ạ. Đây, đường vào đây ạ. Rất là khó khăn luôn ạ. Đấy. Anh Hải làm gì này? Khó khăn vô cùng. Đấy, người dân ở rất là xa. Ở rất là xa. Bao nhiêu người cứu đấy, đây đang chuẩn bị lên dốc. Chuẩn bị lên dốc. Nơi đây còn và bây giờ chúng tôi đã đến địa bàn lại xem video rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phát quà cho bà con ạ. Cảm ơn tấm lòng của mọi người rất là nhiều ạ. Đây là những tờ cắt tóc, những tờ cắt tóc họ dùng chân họ để phát tâm đi cắt tóc luôn cho các em. Thời cắt tóc đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, phát tâm cắt tóc cho bà con. 150 trẻ con thì mình nhân lên với đứa 4 của Bim Bim em trả tiền. Là chị có biết đang đứa đâu. Không đến 100 đứa đâu. Xếp đây hai à? Xếp đây hai à? Bạn này không đến đâu. Lần sau đi. Ở đây dân rất là khổ và mọi người ở đây nhìn thấy trẻ con này. Lần sau đi phải dép nhá. Mặt mũi không được giữ là bẩn chân thì phải đi chân lát. Thương lắm mọi người ạ. Đây ạ, quý vị thấy người dân ở đây rất là khó khăn. Đây, rất là khó khăn, nhìn rất là tội luôn á. Không được có học thức như ở mình. Đây, nhìn rất là tội. Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay là chúng tôi mang những món quà con đang Hà Nội mang đến tặng cho bà con miền núi ở tỉnh huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, và một quà tuy nhỏ
góp một phần khó khăn và để hỗ trợ cho các cụ và núi ạ. Đây là phần. Thảo Dính để mình bớt khổ hơn, để mình thông minh hơn, mình học giỏi hơn. Xem phim Đầy Đủ Ký chưa? Có TV đâu xem. Ừ. Có chứ. Có TV đâu xem. Ở đây có TV không? Có. Có không? Có. Có, TV chẳng có. Đi phim Đầy Đủ Ký không? Bạn nào cầm cái bao chiếu không? Có phim Nhân Vật Tụ không không? Biết à? Trong phim Đầy Đủ Ký có Phật Tổ đấy. Bây giờ các chú sẽ hướng dẫn các con là kêu gọi tên của Phật Tổ lên nhá. Để mình thông minh hơn, mình học giỏi hơn được không? Yes. Ừ, này, vẫn có thể ừ. Bây giờ chú nói con niệm Phật này, chú đọc trước các con đọc cùng nhá. A Di Đà Phật. 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 À, các con biết là vừa rồi chúng ta đọc bài là cái gì không? Đó là tên của một vị Phật. Tên của vị Phật. Và khi mà các con nếu như mà muốn thoát khổ, muốn thông minh, muốn học giỏi thì mình phải thường xuyên kêu tên của vị Phật này lên. Các con nhớ chưa? Nhớ chưa? Từ giờ trở đi lúc nào mình cũng đọc tên của vị Phật này lên nhá. Thì sau này các con sẽ không phải khổ như này nữa. Hiểu chưa? Cho nên bây giờ các con muốn thoát khổ không? Muốn hết khổ không? Muốn thông minh không? Có niệm Phật không? Niệm Phật như nào nhỉ? Đúng rồi, từ giờ đến là lúc nào mình cũng A Di Đà Phật. Đúng nhá, không phải là ngày hôm nay các chú đến mới là niệm Phật, mà từ giờ trở đi lúc nào các con cũng niệm Phật thì mình sẽ bớt khổ hơn. Biết chưa? Biết chưa? Niệm Phật như nào nhỉ? A Di Đà Phật. Đúng rồi. A Di Đà Phật. Đúng rồi. Từ giờ lúc nào mình cũng A Di Đà Phật. Đây. A Di Đà Phật. Biết. Hai ba. A Di Đà Phật. 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 Thế có ai vừa chuông bột tóc này và vòng đeo tay và lát nữa và các chú chúng ta mới đi đây cho các con. Vấn đề là các con phải thường xuyên để niệm Phật, nhớ chưa? Sau khi các chú đi các quả xong đi thì ngày này các con phải niệm Phật, nhớ chưa nào? Niệm Phật như nào nào? 2 3. Đúng rồi. 2 3. 2 tay như này á là chúng ta vô cùng cung kính đọc tên vị Phật, và chắc chắn rằng khi chúng ta đọc tên này rồi ngài sẽ giang tay để cứu giúp chúng ta, hiểu chưa? Có hiểu không? À, rồi bây giờ chúng ta chắp tay nào, học chắp tay nào, 2 3 chắp tay nào, chắp tay như chú nào, chắp tay vào nào, nhanh đây nào, chắp tay nhá. Chắp tay vào các con ơi. Chắp tay nào. Chẳng có những cái gói kẹo đâu nhỉ, để đưa cho các cháu. Chắp tay các em, tao chắp tay đi.
chắp tay lát nữa là mà ra đây mình nhận được 3 thùng mì tôm. Bốn nhà con ngày hôm nay thấy nhận được 3 thùng mì tôm. Bố mẹ con thì mang được 3 thùng mì tôm. Chắp tay lên này nhá. 10 cân gạo này, một cái chân mới này. Chân muối. Quá, 4 cân muối này, chậu thối cá mới. Thế là bây giờ, đó, chắp tay đi con. Bởi vì ngày hôm nay các con ấy chịu khó luyện tập lên các con mới có những đồ này đến. Các con hiểu chưa? Các con muốn thường xuyên có những đồ này không? Thế thì muốn thường xuyên người vẫn cho phải như nào nhỉ? Phải như nào? Niệm như nào là 2, 3. 2, 3. 2, 3. Giang, Giang. Giang đi đi đi. Đây, ông ơi. Thảo Thị My. Đây rồi, đi rồi. Thảo Thị My. Chân này của ông. Thảo Thị My. Thảo Thị B đâu? B đâu? D thật. Thảo Thị B. Thảo Thị Vi. Thảo A chữ A. Thảo A chữ A đâu? Thảo A chữ A đâu? Thảo A chữ A. Thảo A chữ A. Thảo A chữ A đâu? Thảo A chữ A là ai nào? Đây đây đây. Chữ A đây. Nó mãi nhặt quần áo mà đấy. Chữ A, chữ A. Chữ A. Chữ A đây nhận đầu đây. Đây chữ A đây nhận nhận chữ O này. Baby baby đi baby baby baby. Thảo A chữ A. Thảo A chi à? Vàng A chi à? Vàng A chi à? Chi à chi à? Chi à chi à? Vàng A chi à? Chi à chi à? Vàng A chi à? Đây rồi. Vàng A Linh. Thế đi khỏe lắm. Vàng A Linh. Đây là con đưa cháu về hôm nay nha. À, bà Linh hay phớt nhỉ. Bà Linh cần phớt. Đây, bà Linh nhận bố nhá. Đây, nhận bố. Đây, nhận bố. Đây, nhận bố. Đây, bà Linh đi cháu vào, họ lấy rồi. Bà Linh đi nè. Linh chị ở đây có rồi. Này. Cháu bài người ta đánh chị ăn rồi. Bà Phong. Xong đây, xong đây. Xong, xong. Xong. Vàng A Sòng. Nhanh xuống đấy. Vàng A Sòng. Vàng A Cho. Thảo A Cho. Thảo A Cho. Thảo A Cho đâu? Thảo A Cho. Thảo A Cho. Thảo A Cho. Vàng A Sòng. Thảo A Cho. Sòng đâu? Tổng đâu? Tổng rồi. Thảo A Lử. A Lử. A Lử đây. A Lử đâu? A Lử. A Lử đâu? A Lử trên quầy đâu? Đây đây A Lử đây. A Lử. A Lử. Đây đi vào nhận hàng đi. A Lử. A Lử. A Lử. Thảo A Lử. Thảo Thị Khoa. Đây là anh phó thôn ở thôn này và anh sẽ thay lời để cảm ơn tất cả bà con đã ủng hộ tới đồng bào miền núi ở đây ạ. Vâng, thay mặt bà con ở bản Cô Tâm chúng em không biết nói gì hơn. Cảm ơn cái lòng hảo tâm, lòng tốt của các anh đến với bà con chúng em. Thì em chẳng biết là gì hơn, thay mặt bà con em kính chúc cho các anh, các chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành đạt trong cuộc sống. Thưa anh, ở đây là những cái quà này là tất cả bà con ở Hà Nội rồi Quảng Ninh, tất cả chị chứ không phải là của bọn em. Đấy, tất cả mọi người chung tay. Đấy, mà của bọn em. Tất cả mọi người chung tay hết. Đấy, em là cầm mic. Cầm mic. Phỏng vấn, em cầm mic phỏng vấn đấy. Xin lỗi các bạn kia phải phỏng vấn. Làm sao? Cũng hội em cũng muốn là các bác các anh gặp kiểu quen vui ở chú vui ngồi cái phần lúc à, tức là mời mọi người ăn thịt chó ạ. Không, chúng tôi lại ăn chay. Không, em là người ăn chay. Tôi đấy, ăn chay đó ạ. Thì thay mặt đoàn của em đi cảm ơn các anh đã hỗ trợ em hết mức. Xin các anh là lãnh đạo thôn tốt của họ. Sao đưa thôn lại càng ngày càng đỡ đói hơn. Đúng không ạ? Và chúc tất cả người dân ở đây là mạnh khỏe,
nhanh chóng thoát đói nghèo. Và các anh là thành công. Và những tình nguyện viên này đều thợ cắt tóc cả, đều thợ cắt tóc và họ quan tâm đem tấm lòng của họ đến đây để cắt tóc cho trẻ em vùng cao. Trẻ em vùng cao ở đây, con ơi, ở đây nhiều thợ cắt tóc không? Con muốn đi cắt tóc, con phải đi tận đâu nhỉ? Hả? Xa không con? Bao nhiêu cây? Đi không biết à? Vâng, ở đây trẻ con thì rất là hiểu tiếng Kinh, rất là hạn chế ạ. Vâng ạ, đây là những thợ cắt tóc rất là có tâm ạ. Các anh ấy cũng mở salon tóc và hôm nay đem những tấm lòng đến đây để cắt tóc miễn phí cho các em vùng cao ạ. Đây không phải là những thợ cắt tóc mà nghiệp dư mà là cắt tóc đã học qua thợ cắt tóc rồi ạ. Hôm nay họ phát tâm đem tấm lòng đến đây để cắt tóc miễn phí cho những hộ dân ở đây ạ. Anh ơi, mình đi cắt tóc ở đây muốn cắt tóc được đi xa không ạ? Dạ, cũng đi xa. Anh. Đi xa bao nhiêu cây anh? Khoảng độ 3-4 cây ạ. 3-4 cây mình cắt một cái đầu á? Vâng. 3-4 cây ở miền núi thì đi rất là khó khăn đúng không ạ? Vâng, ở dưới bảo bóng mòn lên trên đây. Vâng, để cắt một cái đầu đây là mất bao nhiêu tiền anh? Không biết. Sao này cái cắt tóc không mất tiền à? Ai là không biết. Đây là cắt tóc miễn phí. Ở đây cắt tóc miễn phí à? Tuyệt vời nhé. Ở đây cắt tóc miễn phí. Vâng, đấy. Và anh thợ cắt tóc này là ở Cẩm Phả, Quảng Linh. Đi lên Hà Nội ạ. Để đúng rồi, con phải A Di Đà Phật nhá. Anh đang Cẩm Phả, Quảng Linh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đây là tài xế Kim Hòa Bình rất nhiều lần đã phát tâm trợ duyên, chở nhóm từ thiện lên trên này làm từ thiện vùng cao ạ. Đấy, phát tâm. Đấy. Chứ không phải là lấy tiền như mọi tài xế khác đâu ạ. Tài xế này biết ăn chay trường, biết niệm Phật, A Di Đà Phật. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. A Di Đà Phật, không sao.